Hello Diệp xin hân hạnh kính chào quý khán giả một lần nữa đã đến với kênh YouTube TD Broadcasting do tôi thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 13 tây tháng 12 năm 2020, khoảng 3 giờ trưa trong ngày này. Và trong cái video của lần này, chúng tôi xin được trình bày và cũng như là chia sẻ với quý khán thính giả về một cái sự kiện mà nhiều người cho rằng là sẽ diễn ra trong ngày 6 tây tháng giêng, do một nhóm dân biểu liên bang ở tại Quốc hội theo Đảng Cộng hòa mà là đồng minh của Tổng thống Donald Trump, và cái việc này nó sẽ gây một cái sự khó khăn về mặt chính trị như thế nào với Phó Tổng thống Mike Pence. Thưa quý vị, trong vài ngày qua đó thì chúng ta có lẽ cũng đã đọc được một số các thông tin cho biết rằng là một số người trong Đảng Cộng hòa vẫn sẽ không có chịu thua, họ vẫn sẽ không có chịu bỏ cuộc với cái kết quả hiện tại trước mắt của họ, nhất là sau khi tối cao Pháp viện đã từ chối không có thụ lý đơn kiện từ tiểu bang Texas và cũng như là một số các đơn kiện khác do đội ngũ pháp lý của ông Trump đã đưa ra trong thời gian qua. Thì bây giờ cái bước kế tiếp là cái việc mà là 50 tiểu bang sẽ bắt đầu bỏ phiếu đại cử tri đoàn của họ vào ngày thứ hai, ngày 14 tây tháng 12. Khi mà quý vị xem chương trình này vào ngày mai thì nhiều tiểu bang sẽ bắt đầu cái thủ tục này. Và họ làm gì làm thì trong ngày 14 tây tháng 12 họ phải hoàn tất cái thủ tục bỏ phiếu cử tri đoàn và gửi cái kết quả của họ đến với Quốc hội Hoa Kỳ. Thì việc cái cơ hội cuối cùng mà một số người mà bên ông Trump nghĩ rằng là họ còn có để mà cố gắng làm sao mà thay đổi cái kết quả bầu cử này đó, nó sẽ được diễn ra vào ngày 6 tây tháng giêng năm 2011. Khi mà Quốc hội Hoa Kỳ khóa 117 dự trù sẽ có mặt tại thủ đô Hoa Thành Đốn để mà chứng nhận kết quả bầu cử từ những cái đại cử tri đoàn này qua một cái cuộc họp của lưỡng viện Quốc hội, tiếng Anh nó gọi là Joint Session of Congress. Thì trong cái cuộc họp lưỡng viện Quốc hội này, hiến pháp của Hoa Kỳ chỉ định rằng là chủ tịch của thượng viện trong trường hợp này đó là Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đứng ra để mà chủ tọa cái cuộc họp chứng nhận cái việc mà là phiếu cử tri đoàn từ 50 tiểu bang. Thì trong vài ngày qua đó chắc quý vị cũng nhớ đến hay là có nghe đến tên của ông này, đó là dân biểu Mo Brooks của tiểu bang Alabama. Ông này đã có cho nhiều cơ quan truyền thông bên hữu hay là bên bảo thủ đã biết rằng là ông và một số các đồng viên của ông dự trù sẽ thách thức cái kết quả bầu cử ở tại những tiểu bang chiến địa bao gồm Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và cũng như là tại tiểu bang Arizona. Thì thưa quý vị, muốn mà bắt đầu cái thủ tục thách thức một cái kết quả bầu cử của một tiểu bang nào đó thì cái sự mà gọi là khiếu nại đó, ngoài cái vấn đề là phải được viết ở trên giấy tờ có cái sự chuẩn thuận của một cái người dân biểu liên bang, đồng thời cũng phải có cái sự hậu thuẫn của ít nhất là một thượng nghị sĩ liên bang, còn không thôi thì cái khiếu nại đó sẽ không có được công nhận. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị nhẫn nại xem một cái đoạn video ngắn thời độ khoảng chừng 4 phút về cái thủ tục thách thức kết quả bầu cử tại tiểu bang Florida vào năm 2000, khi mà một số dân biểu bên đảng Dân Chủ đã đứng ra thách thức cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Florida, lúc đó là dành cho thống đốc George W. Bush, và cái người chủ tọa của cái phiên họp lưỡng viện quốc hội này đó là phó tổng thống Al Gore. Và quý vị thấy rằng là ông sẽ phải coi như là hành xử như thế nào trong trường hợp này, cho dù rằng là những cái thách thức này là những cái lợi thế của ông. Sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi xem ngắn thôi 4 phút cái đoạn video vào đầu năm 2001, cũng là tháng giêng của năm 2001,
khi mà ông Al Gore phải đương đầu với những cái tình thế như thế này? But we do not have a senator. Is the point of order signed by a senator? It is not signed by a senator, Mr. President. Senator, Mr. President. The chair thanks the gentlewoman from Texas on the previous basis stated the point of order may not be received. For what purpose does the gentlewoman from Texas, Ms. Jackson, Lee, arise? Mr. President, I have an objection. Is the objection in writing and signed by a member of the House of Representatives and a senator? Mr. President, thank you for your inquiry. It is in writing. It is signed by myself on behalf of my diverse constituents and the millions of Americans who have been disenfranchised by Florida's inaccurate vote count, along with my House colleagues, Mr. President. Is the objection signed by a senator? Mr. President, I do not have a senator who has signed this objection. The chair thanks the gentlewoman from Texas. On the basis previously stated, the point of order may not be received. Thank you, Mr. President. Mr. Vice President, I rise to object to the fraudulent 25 Florida electoral votes. Is the objection in writing and signed by a member of the House and a senator? The objection is in writing, and I don't care that it is not signed by a member of the Senate. The chair will advise that the rules do care, and the signature of the senator. The signature of a senator is required. The chair will again put that part of the question. Is the objection signed by a senator? Mr. Vice President, there are gross violations of the Voting Rights Act from Florida. The gentlewoman, I object, and it is not signed by a senator. The chair thanks the gentlewoman from California on the basis previously stated the point of order may not be received. Is in writing and signed by myself on behalf of many of the diverse constituents in our country, especially those in the 9th Congressional District, and all American voters who recognize that the Supreme Court, not the people of the United States, decided this election. Is the objection signed by a senator? Unfortunately, Mr. President, it is not signed by one single senator. Mr. President, I want to voice my objection. Is the objection in writing and signed by a member of the House of Representatives and the Senator? Mr. President, it is in writing, and I have signed it on behalf of not only myself and other colleagues of the House, but by my constituents. Unfortunately, I have no authority over the United States Senate. I move that the House withdraw from the joint session in order to allow consideration of the facts surrounding the slate of electors from Florida. I rise to offer a motion to withdraw from the joint session. There's no reference to the section that you have referenced to quorum or withdrawal. Since the chair has advised that the gentlewoman's motion is not signed by a senator on the basis previously stated, the motion may not be received. Let the record show that is an opinion. It is not written in that section in reference to quorum or withdrawal. Mr. President, I rise to make a point of order. Is the point of order in writing, and is it signed by a member of the House of Representatives and a senator? Mr. President, being that this is a solemn day and a day that we are affirming the voices of the American people, the gentlewoman will. We wish to delay this until a quorum has been maintained. The gentlewoman will be advised, as all members of the joint session will be advised, that a motion for the presence of a quorum is not in order unless it is signed by a member of the House of Representatives and a senator. It since has been signed the, by since me, the chair has advised that the gentlewoman's motion is not signed by a senator, it is not received. Thank you, Mr. President. It is signed by me, but I do not have a senator. Thank you. The chair thanks the gentlewoman from Texas. Is the objection signed by a senator? Well, Mr. President, I am objecting to the idea that votes in Florida were not counted. And it's a sad day in America, Mr. President, when we can't find a senator to sign the gentleman, these objections. New gentleman will suspend. Won't sign objections, President. Gentleman will, the gentleman will suspend. The chair thanks the gentleman from Illinois, but hey, on the basis previously stated,
The objection is not in order. Signed, being duly elected and qualified electors of President and Vice President of the United States of America in the state of Georgia. Thưa quý vị vừa thấy đó là lần lượt ông Phó Tổng thống Al Gore trong năm đó phải từ chối, không có chứng nhận hay là không có công nhận những cái khiếu nại của những cái người dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, khi mà những người này họ cho rằng là cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Florida là có vấn đề. Tại vì sao? Tại vì không có một cái người thượng nghị sĩ liên bang nào bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đã đồng ý ký vô ở trong cái đơn khiếu nại đó cả. Và Phó Tổng thống Al Gore là cái người mà phải kiểm chứng những kết quả bầu cử này, và sau đó ông là cái người mà phải là tuyên bố là đối thủ của ông, Thống đốc George W. Bush, đã đắc cử Tổng thống dựa theo phiếu cử tri đoàn từ 50 tiểu bang. Thì thưa quý vị, đó là cái trường hợp mà từ trước đến giờ chúng ta cũng đã quen thuộc rồi, cho nên là những cái thủ tục mà đếm phiếu cử tri đoàn từ trước đến giờ đó, ít nhất là từ năm 2000 khi mà tôi bắt đầu để ý về vấn đề chính trị, thì từ năm 2000 coi như cũng gần 20 năm, cái thủ tục này là một cái thủ tục tương đối là cũng không có gì mà gọi là đáng chú ý, tại vì nó không có thay đổi cái cuộc diện. Tuy nhiên trong năm nay có một số người cũng đã hỏi theo là dịp qua cái lần video cuối cùng mình mà tôi làm đó, cũng có một số người hỏi rằng có thể nào mà chúng tôi giải thích cụ thể hơn là trong trường hợp nếu mà có một số người thành công thách thức cái kết quả bầu cử ở trong cái cuộc họp của lưỡng viện quốc hội này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta mới tính đến cái trường hợp ví dụ là trong ngày 6 tháng Giêng của năm tới, nếu mà ông dân biểu Mo Brooks mà thành công có được một cái người thượng nghị sĩ liên bang để mà hậu thuẫn cái đơn khiếu nại của ông đó, thì lúc đó chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thưa quý vị, thì quý vị thấy rằng là Mike Pence sẽ là cái người mà phải đứng ra để mà chủ tọa cái cuộc họp này theo cái quy định của hiến pháp Hoa Kỳ. Và trong cái trường hợp này, nếu mà thật sự mà ông dân biểu Mo Brooks có được một cái chữ ký của một cái người thượng nghị sĩ đó thì theo luật đã định, các thượng nghị sĩ cũng như các dân biểu họ phải trở về lại cái phòng họp riêng của họ, giống như là bên thượng nghị sĩ đi về phòng họp của bên thượng viện, các dân biểu thì sẽ ở lại cái phòng họp của tại hạ viện. Hai viện này họ sẽ bỏ ra khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ để mà tranh luận với nhau về cái việc rằng là nên hay không nên chấp nhận hay là loại bỏ cái kết quả bầu cử từ một tiểu bang đó. Thì lấy ví dụ là ông Mo Brooks, cái đơn khiếu nại đầu tiên là ông sẽ thách thức cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Pennsylvania. Thì khi mà cái sự mà gọi là thách thức này đó, cái sự khiếu nại này nó được công nhận bởi chữ ký của một người thượng nghị sĩ liên bang, và sau đó thì ông Mike Pence chấp nhận cái đơn khiếu nại đó, thì bây giờ thượng viện hiện tại do đảng Cộng Hòa kiểm soát, họ sẽ đi về thượng viện và họ sẽ có một cái cuộc tranh luận 2 tiếng đồng hồ rằng là liệu kết quả bầu cử tại tiểu bang Pennsylvania có được công nhận hay không. Và cũng tương tự như vậy, hạ viện trong khóa lập pháp 117 cũng sẽ ở lại sàn của hạ viện để mà tranh luận trong khoảng 2 tiếng đồng hồ để có một cái kết luận rằng là kết quả bầu cử tại tiểu bang Pennsylvania có nên được công nhận hay không. Thì bây giờ quý vị thấy rằng là cái việc mà hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát, thì người ta biết rằng là 99.9% là sẽ bỏ phiếu để mà bác những cái đơn khiếu nại này. Tại vì hiện nay hạ viện chiếm đa số bởi đảng Dân Chủ, và trong cái khóa 117 quốc hội sắp tới, tuy rằng là cái thế đa số này nó nhỏ hơn, nhưng họ vẫn nắm cái thế đa số đủ túc số để mà bảo vệ kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa cho ông Joe Biden. Cái đó là về mặt của hạ viện.
vì chúng ta nói đến vấn đề thượng viện. Thưa quý vị, ở tại thượng viện đó thì tới ngày 6 Tây tháng Giêng thì chúng tôi không có biết được rằng là cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Georgia có được hoàn tất hay chưa. Mình chúng tôi nghĩ rằng là tới ngày đó có thể là nó chưa có hoàn tất, tại vì năm Tây tháng Giêng mới là bầu cử ở tại tiểu bang Georgia cho cái hai cái ghế thượng nghị sĩ bên tiểu bang này. Thì có thể 6 Tây tháng Giêng có thể là hai cái chiếc ghế này, cái kết quả này nó chưa có được certified. Thì mình cho rằng là thượng viện cái thế đa số Cộng hòa là 50-48 đi. Hai cái ghế kia thì chưa có kết quả. Thì bây giờ trong trường hợp đó thì nhiều người sẽ cho rằng là nếu mà thượng viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số thì có thể rằng là ông Donald Trump vẫn còn có một tia hy vọng để mà chận cái sự gọi là certification, chận đi cái kết quả chứng nhận của tiểu bang Pennsylvania. Tại vì nếu mà có một cái sự gọi là thách thức như vậy thì lưỡng viện quốc hội là cái người mà gọi là quyết định rằng là kết quả của tiểu bang đó có được chứng nhận hay không. Thưa quý vị, dù rằng là Đảng Cộng hòa nắm thế đa số ở tại thượng viện, nhưng cái đó không có nghĩa rằng là tất cả 50 thành viên, 50 thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu như vậy. Chúng ta đã thấy rằng là trong thời gian qua đó có một số thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa họ đã không có sợ gặp những cái búa rìu của Tổng thống Donald Trump qua Twitter, và họ đã đứng ra mà họ dám can đảm, hay là họ không có họ cũng tương đối là liều lĩnh trong vấn đề chính trị, hay là họ không có quan tâm nhiều đến cái sự chú ý của Tổng thống Donald Trump khi mà họ làm ngược lại với ý của ông. Thì đó là những người nào, thưa quý vị? Mitt Romney thì chắc có lẽ là quý vị cũng đã không có xa lạ gì với ông này. Mitt Romney trong quá khứ đã từng bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái kỳ này nhiều người vẫn cho rằng là Mitt Romney sẽ không bao giờ mà bỏ phiếu để mà thay đổi cái kết quả bầu cử tại một tiểu bang chiến địa dựa theo những cái đơn khiếu nại này. Những người khác mà cũng có cái phần trăm rất là cao mà họ sẽ không đi theo cái kế hoạch này đó, cái kế hoạch của dân biểu Mo Brooks là thay đổi kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa đó, đó là bà Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska, bà Susan Collins của tiểu bang Maine, và cũng như là ông Pat Toomey của tiểu bang Pennsylvania. Và tại sao bốn thượng nghị sĩ này nhiều phần trăm là họ sẽ không có đồng ý để mà thay đổi kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa mà ông Joe Biden đã thắng? Thưa quý vị, thứ nhất á, Mitt Romney hiện nay cũng đã trên 70 tuổi. Ông là một người có một cái gia tài tương đối là cũng là dồi dào. Ông làm việc cái này không phải là ông cần tiền. Cho nên từ trước đến giờ khi mà Mitt Romney có mặt ở tại thượng viện, Mitt Romney làm theo ý của Mitt Romney nhiều hơn. Chứ Mitt Romney không có để ý đến cái hậu quả của chính trị. Tại vì ông Mitt Romney biết rằng là đây cũng là cái chức vụ chính trị cuối cùng của ông. Ông ra tranh cử tổng thống một lần rồi, ông không đắc cử. Và đây cũng có thể nói là một cái chức vụ cuối cùng trong cái sự nghiệp chính trị của ông. Và ông làm này ông cũng không có cần tiền nữa. Thượng nghị sĩ Pat Toomey trong mấy tháng qua đã tuyên bố rằng là ông sẽ về hưu sau 2 năm chót của nhiệm kỳ này, có nghĩa là ông sẽ không có tái ứng cử nữa. Thì Pat Toomey cũng là một người rằng là cũng không có cần quan tâm đến cái việc rằng là có cần phải chiều theo ý của Tổng thống Donald Trump hay không. Bây giờ thì ông làm chuyện, ông làm việc với những gì mà ông suy nghĩ là đúng thôi. Bà Susan Collins tại tiểu bang Maine đại diện cho một tiểu bang tương đối là cấp tiến mà bà vẫn thành công tái đắc cử được trong tháng 11 vừa qua, và bà có một cái nhiệm kỳ 6 năm trước mặt của bà, cho nên bà lại càng không có quan tâm nhiều đến cái sự gọi là chỉ trích hay là phê bình của Tổng thống Donald Trump. Cái đó là cái người thượng nghị sĩ thứ ba. Cái người thượng nghị sĩ thứ tư nữa, thưa quý vị, đó là bà Lisa Murkowski. Bà này trước đây đã có những cái hành động hay là những cái cử chỉ mà thấy rằng là bà muốn có một cái tác phong làm việc độc lập hơn, không có nặng về vấn đề đảng phái. Quý vị nhớ rằng là
Trước đây, với cái sự chủ thuận của bà Amy Coney Barrett và bà Lisa Murkowski, đã có lúc thì bỏ phiếu thuận, có lúc là bỏ phiếu không rồi. Cho nên là với cái sự mà gọi là bất đồng của bốn thượng nghị sĩ liên bang này, nó cũng đã đủ để mà đẩy lùi lại những cái nỗ lực của bên đảng Cộng Hòa mà muốn bất hợp lệ cái kết quả bầu cử phiếu cử tri đoàn ở tại những tiểu bang chiến địa mà đã giành thắng lợi cho ông Joe Biden. Thì thưa quý vị, đó là nói chung là những chuyện mà nó có thể xảy ra trong ngày 6 tháng Giêng tới đây. Chúng tôi đưa ra trước để cho quý vị có thời gian để mà tham khảo, và cũng như rằng là có một số quý vị đã đặt câu hỏi yêu cầu tôi phải giải thích cụ thể hơn về cái thủ tục của cái ngày họp này của lưỡng viện quốc hội. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi lượt qua cái sự khó khăn của ông Mike Pence như thế nào. Quý vị nếu mà xem YouTube thường xuyên đó, thì quý vị đều thấy rằng là nếu mà một thành viên bên đảng Dân Chủ hay là phe cấp tiến mà có làm trái ngược với Tổng thống Donald Trump đó, hay là có phê bình ông Trump, thì cái đó cái chuyện đó cũng rất là dễ hiểu. Cái chuyện đó thì cũng không ai lấy làm thắc mắc. Và cái chuyện đó nó cũng còn giữ mặt mũi được cho Tổng thống Trump, cũng như là nó vẫn giữ mặt mũi được cho những người YouTuber mà luôn binh vực ông Trump, và cũng như là những cái người mà trên các trang mạng xã hội, những cái người xứ ngôn viên trên những chương trình như là Fox News, như là trên Newsmax. Nói chung rằng là hễ mà Dân Chủ mà có phê bình Cộng Hòa hay ông Trump đó, thì những người mà làm cái trong cái ngành truyền thông hay là những người dư luận viên đó, họ không cảm thấy mất mặt, họ không sao cả. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong nội bộ của phe Cộng Hòa mà có những cái khác biệt về vấn đề chính kiến với ông Trump, thì lúc đó mới là cái chuyện lớn. Chúng ta đã thấy rằng là Tổng thống Donald Trump nhiều lần lên án phê bình thống đốc Brian Kemp từ tiểu bang Georgia. Lúc đó là lúc trước thì hai người rất là thân với nhau. Sau này thì ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Brian Kemp, và những người hâm mộ của ông Trump trên các kênh YouTube, nhất là trên các kênh YouTube của người Việt Nam chúng ta, thường xuyên cho rằng là ông này đã bị Trung Quốc mua chuộc rồi. Và cái chuyện này nó cũng tương tự như vậy đối với thống đốc Doug Ducey của tiểu bang Arizona. Trước đây ông thống đốc Ducey cũng rất là thân với Tổng thống Donald Trump, nhưng sau khi trong cái thời gian qua mà ông không có đồng ý thay đổi kết quả phiếu phổ thông ở tại tiểu bang Arizona, thì bị ông Trump cứ thường xuyên cũng lên Twitter để mà chỉ trích ông này. Thì thưa quý vị, không có cái gì mà làm cho Tổng thống Donald Trump mất mặt hơn, cũng như không có cái gì mà làm cho cái phe ủng hộ Tổng thống Trump mất mặt hơn trên YouTube cũng như là trên các trang mạng xã hội, như là cái việc là tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã không có chấp nhận thụ lý cái hồ sơ kiện tại tiểu bang Texas, và cũng như là không có gì mất mặt hơn là cái cảnh mà Phó Tổng thống Mike Pence đứng ra trong một cái cuộc họp lưỡng viện quốc hội, cầm cái búa gõ lên bàn và tuyên bố rằng là Joe Biden và Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống cũng như là phó tổng thống của nước Mỹ trong 4 năm tới đây. Cho dù rằng là đây là cái trách nhiệm mà đã được hiến pháp của Hoa Kỳ ấn định là cái người phó tổng thống phải cần làm. Tuy nhiên, ông Mike Pence, ông biết rằng là ông có cái bổn phận dưới hiến pháp phải làm một số công chuyện, thủ tục. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng là nếu mà ông còn muốn có một cái tương lai trong đảng Cộng Hòa do Tổng thống Donald Trump ngự trị đó, thì ông không thể nào mất lòng người sếp của ông cả. Và cái người sếp của ông cũng như là những người mà hâm mộ người sếp của ông đó không muốn nhìn thấy cái cảnh mà ông Mike Pence chủ tọa một phiên họp của lưỡng viện quốc hội mà tuyên bố rằng là Joe Biden và Kamala Harris là người thắng cử. Tại vì khi mà ông Mike Pence làm như vậy thì nó đồng nghĩa đến việc rằng là những cái cáo buộc từ bên ông Trump, những cái cáo buộc từ bên những người ủng hộ ông Trump từ trước đến giờ trong suốt một tháng qua, có phải là nó hoàn toàn là nó bị mất đi cái tính mà gọi là
hữu hiệu của nó không? Ví dụ như rằng là trong suốt một tháng rưỡi vừa qua, phe của ông Trump ở trên các đài truyền hình, trên radio, trên YouTube nói rằng là có những cái hoạt động gian lận. Nhưng mà tự nhiên bây giờ là cái người mà đứng hàng thứ hai trong đảng Cộng Hòa lại đếm xong phiếu cử tri đoàn và tuyên bố rằng là Joe Biden và Kamala Harris thắng cuộc, thì có phải rằng là những cái công trình của những cái người bên đảng Cộng Hòa cũng như là trong cái phong trào mà Make America Great Again trong suốt thời gian qua có phải là nó là công cốc hay không? Thì thưa quý vị, chúng ta đang phải chờ xem rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái cách hành xử như thế nào đối với lại ông Mike Pence. Tổng thống Trump có thể để yên cho Mike Pence hoàn tất cái trách nhiệm dưới hiến pháp của ông, thì cái đó là cái nước dễ nhất để cho ông Pence ông có thể đi, đó rằng là ông chỉ làm đúng theo cái vai trò của ông ở dưới hiến pháp thôi. Nhưng nếu mà Tổng thống Donald Trump không muốn bị các sứ ngôn viên ở trên CNN hay là trên MSNBC mà gọi là chọc ghẹo đó, tại vì chắc chắn rằng là những cái người sứ ngôn viên bên phe cấp tiến sẽ dùng cái hình ảnh đó để mà chọc ông Trump, nói rằng là cái người phó tổng thống của ông còn tuyên bố rằng là đối thủ của ông là thắng cử rồi, thì làm gì có chuyện gian lận. Cho nên là Tổng thống Donald Trump cũng có thể làm áp lực, nói rằng là Mike Pence không có nên trong ngày đó đứng ra để mà chủ tọa cái phiên họp này. Thì lúc đó thì ông Mike Pence ông bị phải đưa vào cái thế kẹt. Nếu mà ông không đứng ra để mà chủ tọa cái phiên họp này, đó có nghĩa là ông đã không có hoàn tất cái trách nhiệm mà được hiến pháp ấn định. Còn nếu mà ông làm đó, mà ông đứng đó, ông chủ tọa cái cuộc họp này, thì cái tham vọng chính trị của ông trong năm 2024 nó sẽ như thế nào? Nếu mà Tổng thống Donald Trump không có ra tái ứng cử Tổng thống vào năm 2024, thì cái người mà đóng cái vai trò mà gọi là front runner, đóng cái vai trò mà gọi là cái người mà gọi là nối nghiệp của ông Trump đó, sẽ là ông Mike Pence. Và có thể ông Mike Pence mời gia đình của Tổng thống Donald Trump, đó là Ivanka, Donald Trump Jr. hay là ông Eric Trump, vô trong cái ban tranh cử của ông để mà họ giữ nguyên một cái team như vậy. Nhưng trong trường hợp này, nếu mà ông Pence đi ngược lại với ý của ông Trump trong một cái thủ tục rất là căn bản từ trước đến giờ, đó là chủ tọa một cái phiên họp như vậy, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra và cái tham vọng của ông Pence có còn được duy trì nữa hay không, khi mà ông biết rằng là trong cái thời đại này, trong đảng Cộng Hòa, chính khách nào mà không có nghe theo lời của Tổng thống Donald Trump thì nhiều phần là sẽ bị mất điểm cả. Chúng ta thấy cái sự hậu quả của Brian Kemp tại tiểu bang Georgia và Doug Ducey của tiểu bang Arizona nó như thế nào rồi. Thì thưa quý vị, đây là cái khó xử của ông Pence. Thì chúng ta phải chờ xem coi là trong ngày 6 tháng Giêng, từ đây tới ngày tới đó, chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng tôi xin đưa ra những cái trường hợp này để cho quý vị có một cái kiến thức căn bản để quý vị tham khảo. Và cũng như là đây là những cái nhận xét mà chúng tôi ghi nhận được qua những cái bài báo mà chúng tôi đọc trong 2-3 ngày vừa qua, cũng như là một số các bài nhận xét và bình luận, cộng với lại những cái ý riêng của Tyler Diệp. Những cái ý kiến này nó không có mang tính cách khoa học, nó chỉ là một cái góc nhìn, một cái tầm nhìn, một cái perspective chủ quan từ cá nhân của tôi thôi. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Tyler Diệp trong suốt cuốn video này. Nếu quý vị chưa có cơ hội subscribe, xin quý vị vui lòng bấm nút subscribe ở dưới đây để mà ghi danh vô kênh TD Broadcasting. Xin hẹn quý vị lại vào một video của kỳ tới.